Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin phép được tiếp tục chia sẻ câu chuyện cây bút đến tất cả các anh chị và các bạn. Trên tay của nhân vật gì ạ? Cây bút. Thật sự bây giờ con chó mà cái chạy chạy ở đây, nó cứ hơ cái bàn này trước mõm của nó ấy, thì con chó có hành động gì ạ? Thì lao đến cắn nó gặp cái vật này đúng không ạ? Thế con chó có phải là cây bút không? Không, nếu thì coi là một món đồ chơi hay thứ gì đó thì gặp cắn được đúng không? Thế thì ai đúng không? Người đúng hay chó đúng? Cả hai đều đúng. Thì chúng ta cứ rút ra được kết luận đầu tiên, đó là không có đúng, không có sai. Đấy, tất cả đều tùy thuộc vào quan điểm và góc nhìn của mỗi người sự vật khác nhau. Vậy nên hãy tôn trọng thứ liên quan và người hay những sự vật khác nhau. Trừ trong những trường hợp chúng ta sẽ có đúng có sai khi đã có quy ước từ trước, những quy ước về pháp luật, về đạo đức hay những sự đồng thuận giữa hai người hay một đội nhóm. Thì chúng ta có thế nào là đúng, thế nào là sai và chúng ta sẽ cần phải tuân theo nó. Còn trong trường hợp bình thường thì mỗi người đều có một cái quan điểm, một cái góc nhìn khác nhau. Nên chúng ta hãy tôn trọng thế giới quan người khác để tránh xảy ra những cái cãi vã không cần thiết, những mâu thuẫn không cần thiết trong cuộc sống, thì chúng ta có thể an vui sống của mình hơn. Rồi bây giờ cứ đặt cái vấn đề này, tất cả mọi người bước ra ngoài, tất cả chó đi ra ngoài, căn phòng trở nên trống không, chỉ có cái vật này ở đây. Thế thì tại cái thời điểm này, cái vật này trở thành một cây bút hay là một món đồ chơi ạ? Không gì cả đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy rằng và rút ra cái luận số 2, đó là mọi vật đều có tính không hay trung tính, nhưng lại có cái tiềm năng để trở thành bất kỳ thứ gì. Tại sao lại nói không trung tính nhưng lại có tiềm năng? Bây giờ tôi thấy lấy một ví dụ nhé. Bây giờ cái vật này ở đây, và ở ngoài có một người bước vào và nhìn thấy cái vật này, thì vật này lại trở thành gì? Lại trở thành một cây bút. Bây giờ không phải người bước vào trước đi, mà là chó bước vào trước và nhìn thấy cái vật này, thì cái vật này lại trở thành gì? Lại trở thành một món đồ chơi đối với chó đúng không? Thế bây giờ điều gì xảy ra nếu như cả người và chó đồng thời bước vào và cùng nhìn thấy cái vật này, thì vật này trở thành gì? Một cây bút, một món đồ chơi. Thì chúng ta có thể thấy rằng là trong cùng một thời điểm, một vật đang trở thành hai thứ khác nhau, vừa là cây bút, vừa là món đồ chơi. Thì đó chính là tính tiềm năng của sự vật. Một vật năng là không, đó là trung tính, lại trở thành một cây bút khi người thấy nó, và lại trở thành một món đồ chơi khi chỉ chó thấy nó thôi, và thậm chí trở thành cả hai thứ khác nhau khi cả người và chó đồng thời thấy nó, và lại còn có thể trở thành nhiều thứ khác nữa tùy vào những đối tượng quán chiếu của nó và những góc nhìn của nó. Đó chính là tính tiềm năng của sự vật. Rồi, thế thì bây giờ cái thời điểm khi một người bước vào và nhìn thấy cái vật này ngay lập tức trở thành một cây bút ấy, thì nó xuất phát từ nó, tự nó là cây bút rồi, hay xuất phát từ phía người thấy nó là cây bút không? Xuất phát từ phía người đúng không? Tại vì nếu tự nó là cây bút thì chó mới thấy là cây bút rồi. Chó thì viết thư tình cho bạn gái của tám, ô em yêu em một cái đuôi thật là dài, một cái mõm thật là xinh đẹp, tranh hôn này. Nhưng mà nó không thể làm được nó nữa. Chó thì mãi cắn gặp cái vật này và mãi coi nó là một món đồ chơi mà thôi. Thì chúng ta thì rút ra được số 3, mọi việc được xuất phát từ người. Thì chúng ta thấy rằng mọi việc tốt đẹp hay những việc không may mắn xảy đến với cuộc sống của chúng ta cũng đều do chính chúng ta tạo ra. Thì như thế chúng ta sẽ biết rằng tất cả đều đến từ chúng ta, chúng ta có thể chấp nhận nó. Những điều tốt đến chúng ta vui vẻ chấp nhận, và những điều xấu đến chúng ta cũng hoan hỉ chấp nhận nó, và có thể vui vẻ với cuộc sống của mình hơn, cũng như với những cái điều không tốt xảy đến chúng ta. Rồi, thì mọi việc xuất phát từ chúng ta có thể thay đổi nó đúng không? Rất là tuyệt vời. Thì bây giờ có thể nào thay đổi được bất kỳ phần nào thành điều mình muốn được không nhỉ? Ví dụ bây giờ mình muốn biến là một hình gương để xem được không? Bây giờ không nhá. Mình muốn biến là hình gương. Cho con một viên hình gương này, con xin và gì đấy? Vẫn là một cái bút đúng không? Thì mọi người có thể nghĩ rằng tôi đã cầu nguyện, đã suy nghĩ tích cực, đã mong muốn biến cái vật này trở thành một viên kim cương, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thì chúng ta có thể rút ra cái luận số 4, đó là mọi việc không đến từ cầu nguyện hay những suy nghĩ tích cực hay sự phát sinh hoàn thành. Và chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta cần phải hành động. Chẳng có chuyện gì xảy ra trong khi chúng ta hành động cả. Chỉ hành động mới là cái điều mang đến lại cho chúng ta kết quả cuối cùng. Nhưng có một điều rằng là không phải lúc nào chúng ta hành động có thể đạt được cái điều mình mong muốn. Rất nhiều người lên kế hoạch mục tiêu rõ ràng, chăm chỉ làm việc, nỗ lực nhưng vẫn không đạt được điều mà họ muốn. Và ngược lại, những người thì có thể là hành động nhẹ nhàng và đơn giản và dễ dàng đạt được những điều họ mong muốn, thậm chí có thể đạt được gấp 10, gấp 20 lần những gì họ mong muốn.
Thế sự khác biệt ở đây là gì ạ? À, chúng ta cứ thấy rằng đó là trong ví dụ số 3, trong bài học kết luận số 3, chúng ta thấy rằng là mọi việc đều xuất phát từ chúng ta. Thì những thành công hay những điều hạnh phúc hay những điều khác trong cuộc sống đến chúng ta cũng đều do chính chúng ta mà ra. Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái vật này và ngay lập tức nhận ra cái bút thì nó cũng xuất phát từ phía chúng ta, hay nói cách khác là từ trong tâm trí của chúng ta mà ra. Và tương tự như vậy, những sự vật ở bên ngoài, thế giới bên ngoài cũng từ trong tâm trí của chúng ta mà ra. Trong tâm trí chúng ta có hàng triệu những cái vật đó, hay nói khác là những hạt giống về những điều đó ở bên trong. Và một trong số đó là một trong số hạt giống về một cái bút, nên chúng ta có thể dễ dàng nhìn được cái điều đó. Và cái điều này nó nhanh đến mức mà ta không hề nhận ra được nó xuất phát từ trong tâm trí của mình, và cứ nghĩ rằng nó xuất phát từ bên ngoài, tự nó là như thế. Vậy nên khi chúng ta mong muốn một điều gì đó trong cuộc sống thì trước tiên chúng ta cần phải có nó trong tâm trí của mình, rồi có thể dễ dàng hành động để đạt được nó. Nên thay vì cầu nguyện, thay vì cầu suy nghĩ tích cực, thì chúng ta cần phải gieo những hạt giống về những điều chúng ta mong muốn trong tâm trí của mình, và rồi hành động để đạt được nó. Và đó chính là 5 bài học của một buổi đó với tất cả các anh chị và các bạn. Và mong rằng thông qua 5 bài học này, tất cả các anh chị và các bạn có thể ứng dụng trong cuộc sống của mình, đem lại lợi ích cho bản thân mình.